bao tiếp đây các bạn này. Đấy, bao tiếp mà chạy toàn 100-101 luôn. Đấy, ok chưa? Một chiếc bao tiếp đời 2001 với phiên bản số sàn và xe tư nhân, chiếc này bản đủ nhé. Bản đủ là bốn cái tablo tablo này là nó bằng nhựa hết này, nó không bằng sắt đâu. Đấy, đấy nhá. Xe thì ngon lành sạch sẽ luôn, có rối, có cả lót rối này, ghế da đẹp sạch sẽ này. Đấy, về bên này chạy vòng băng các bác nhá. Chiếc xe mà tít thôi mà đóng tầm lít thôi, lít là vào đó này. Đấy, chạy bình thường nếu cũng phải tầm 90 cây này các bác này. Ok chưa? Nhá, chạy bình thường mà 90 cây rồi. Đấy, lao một vút vút luôn. Đây là những mẫu xe giá rẻ tập lái, và chiếc này thì em đang bán cho các bác là 40 triệu đồng. Đấy, em đang chạy đường dài nhé. Em đang chạy đường dài từ Hải Phòng về Hà Nội đấy. Đấy, chạy đường dài thì mới đóng được cái tốc độ đấy nhá. Ok nhá, bác nào đang có nhu cầu mua chiếc Matiz này có thể là alo trực tiếp cho em Xuân Hùng theo số điện thoại 0896188883. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé. Chiếc xe Matiz mà vừa em mới chạy trên đường trường đây các bác này. À, chiếc này là đời 2001 với phiên bản số sàn nhé. Phiên bản số sàn, xe được trang bị la răng đúc và lốp đẹp luôn. Đây ạ, la răng đúc lốp đẹp luôn này. Đấy, la răng đúc nhé, lốp đẹp sạch sẽ gọn gàng. Và chiếc này đăng kiểm còn rất dài. Đấy, đăng kiểm đến tháng 7 2023 các nhé. Với phiên bản số sàn, và đây là những mẫu xe tập lái cho gia đình nhà các bác nào mà chưa có tiền mua xe lớn, chưa mua có tiền mua xe nhiều tiền, và chưa có tiền mua được những xe đẹp hơn thì chúng ta nên mua chiếc xe này thôi. Nội thất cũng khá là đẹp rồi. Đấy, nội thất thì sơn nội thất đây, hai màu đỏ đen rồi, đều có cả lót sàn đẹp hết đây. Đấy, có cả lót sàn đẹp hết nhá. Máy móc ngon lành, gầm đạt luôn. Chạy thì cực kỳ là khỏe. Đấy, với em test trên đường trường cho bác xem nhá. Chạy cực kỳ khỏe luôn. Máy số cực kỳ ngon và ghế da đẹp, sạch sẽ rồi. La răng đúc nhá, đúc đẹp luôn. Và bây giờ em sẽ mở cửa cho bác xem về máy luôn này. Máy êm ru nhá. Đây, đang nổ máy đây ạ. Đang nổ máy đây, và máy của Matiz này thì chạy cực thoát luôn. Như vừa em cho các bác chạy trên đường trường thì biết rồi. Đúng không ạ? Nó phải kéo lên rất là nhanh. Với những mẫu xe Matiz thì chiếc nào máy nó cũng lại kẹt kẹt một chút thì nó mới thoát xe các bác nhé. Đấy, nó chỉnh hết cái tiếng này đi là nó không thoát xe nữa. Đây là chiếc xe đời 2001 và em bán chỉ có 40 triệu đồng thôi. Các nào đang có nhu cầu mua chiếc này thì cứ alo cho em nhé. Đấy, sạch sẽ gọn gàng luôn. Vâng ạ, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi buổi này nhé.